Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn. Chào mừng quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi tôi đã qua sử dụng. Ngày hôm nay thì đơn vị em về thêm một cái mẫu sản phẩm, mẫu sedan hạng C, phân khúc hạng C nhá. Và chiếc này nhỏ của quý anh chị đây chính là chiếc Mazda 3 phiên bản 1.5 Luxury sản xuất và đăng ký 2023. Ngoại thất của xe là màu xanh Kansai và nội thất là ghế da màu nâu, đăng ký tên cá nhân, biển số gốc Hà Nội. Chiếc xe này thì có một ông anh trai ủng hộ bên em khá nhiều xe. Lại thì anh lên đời chiếc CX5 và để lại cho em chiếc xe này. Ngay sau đây thì em xin mời quý anh chị và các bạn cùng với em đi vào chi tiết chiếc xe này nhá. Một chiếc xe sản xuất 2023, mới lăn bánh lướt thôi, 1.2 km, full lịch sử bảo dưỡng trong hãng. Xe mới về nên là em lên sóng luôn cho quý anh chị. Đây, một vài điểm siêu sát nhỏ nhá, thì em cũng chưa cho đi spa lại đâu. Sau khi kết thúc video thì em sẽ cho đi dọn dẹp spa và đánh bóng lại nhá. Xe này của em thì sơn zin tuyệt đối, sơn zin cả xe luôn, chưa có một giọt sơn ta nào cả. Đó, màu xanh Kansai ra ngoài nắng nhìn trông khá là đẹp. Biển số Hà Nội. Xe này thì sau đó thì em sẽ về sẽ tháo biển và rút hồ sơ thôi. Để em sẽ đi một vòng quanh xe nhá. Đó, một cái màu xanh Kansai. Nếu đi vào trong bóng tối thì có thể là nhìn gần la lá giống màu đen. Đây là phần đuôi xe. Đó, phiên bản Luxury. Phiên bản ở giữa. Cốp của xe thì cũng khá là rộng rãi quý anh chị nhé. Một chiếc xe có form dáng thiết kế thể thao, trẻ trung, phù hợp với mọi lứa tuổi. Sơ cua của xe thì cũng chưa chạm đất đâu. Đó. Kích lốp dự phòng đầy đủ hết, không thiếu một gì cả. Keo chỉ nguyên zin nguyên bản. Lốp thì chắc chắn là liền đời theo xe rồi. Đó. Còn rất là mới, la răng gần như không có một vết xước quý anh chị nhé. Tảnh lốp rất là dày, chiếc xe mới chạy 1.2 km thôi. Và xin mời quý anh chị cùng với em đi vào trải nghiệm khoang nội thất của chiếc xe. Chiếc xe chạy 1.2 thì không cần bàn quá nhiều về chất, mọi thứ còn rất là mới. Đó, có ghế lái chỉnh điện, nhớ ghế hai vị trí. Chi tiết phần táp ly đây, gương cập chỉnh điện. Cái phần vô lăng này, có bọc vô lăng rồi, tích hợp đầy đủ các phím chức năng, thành ghế, ngồng ghế này. Đó. Phiên bản Luxury này thì chưa có trang bị cửa trời, có phiếu nhắc bảo dưỡng quý anh chị nhé. Đó. Và đây chiếc xe của em thì lăn bánh chuẩn là 12.129 km. Màn hình trung tâm cỡ lớn này, độ phân giải sắc nét cam lùi đây. Điều hòa tự động, để lột start stop. Khu vực cần số, phanh tay điện tử auto hold. Chiếc xe anh trai đi rất giữ gìn và còn rất là mới. Lấy xe bên em thì quý anh chị cứ an tâm nhé. Em bao check test hãng toàn quốc là gara chỉ định do quý anh chị chọn. Em sẽ hỗ trợ đánh xe xuống tận nơi cho quý chị kiểm tra. Ưng thì mới xuống tiền cho em. Và đây là hàng ghế sau này. Gần như là rất ít người ngồi tới. Cửa đầu cho 3 vị trí ghế ngồi. Đó. Cửa gió riêng biệt cho hàng ghế sau. Và anh trai cũng rất là cẩn thận. Sợ xe ám mùi nên không bao giờ sử dụng loại thảm 5D hay 6D. Toàn bộ là sử dụng là thảm Kata nhé. Rất là dễ vệ sinh. Và chiếc xe Mazda 3 phiên bản 1.5 Luxury sản xuất và đăng ký 2023 này thì hiện tại bên em đang chào bán với mức giá là 645 triệu đồng. Mức giá trên thì vẫn có thương lượng. Quý anh chị đừng ngần ngại hãy nhấc máy điện thoại cho em nhé. Hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng em có địa chỉ tại số 86 Trương Công Giai, dịch vòng hậu của Hà Nội. Em sẽ có mức giá tốt nhất dành cho quý anh chị. Với những chính sách bán hàng cam kết như xe không đâm va, không ngập nước, không thủy kích, hồ sơ pháp lý minh bạch rõ ràng, không tranh chấp như là không có kiện tụng và phạt nguội. Đó, hỗ trợ trả góp lên tới 70% giá trị xe, tối đa là 65. Quý anh chị nào đang quan tâm thì hãy liên hệ cho em nhé. Cảm ơn quý anh chị đã đồng hành cùng với em đi đến hết video. Hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.